Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Hòa, giám đốc BNI vùng Đông Nam Bộ. Xin hãy chia sẻ câu chuyện thành công của bạn đến BNI Đông Nam Bộ Telling Story. Chào các bạn, tôi là Phạm Thị Mỹ Hòa, là thành viên của Wealthy Chapter. Tôi đến BNI Chapter hôm nay là đã được 10 tháng. Tôi đang kinh doanh sản phẩm rượu vang nho, Homey. Đây tôi chỉ là một người sản xuất và kinh doanh đơn độc, cửa hàng một mình, và tôi không biết phát triển thị trường như thế nào. Khi mà dịch đến thì cửa hàng hầu như là bị đóng cửa hoàn toàn, và có một bạn trong BNI đã mời tôi đến để tham dự cuộc họp 20 bước của BNI. Và tôi đã bị chinh phục bởi cái cuộc họp Wealthy Chapter. Từ khi là thành viên của BNI thì mỗi thứ năm hàng tuần tôi có nhiều năng lượng để mà tham dự cuộc họp. Cho dù cách xa hàng trăm cây số nhưng tôi vẫn có mặt đều đặn. Cũng từ đấy mà tôi có được nhiều mối quan hệ chất lượng và có thêm nhiều bạn bè. Và xin cảm ơn anh chị em Chapter Wealthy đã hỗ trợ. Và cảm ơn BNI Đông Nam Bộ tạo được môi trường tốt và để tôi phát triển hàng ngày.